Sáng ngày 11 tháng 9, trường Trung học cơ sở Trung Sơn tổ chức lễ phát động đợt cao điểm phòng chống ma túy mại dâm HIVS, phòng chống tội phạm đợt 1 năm học 2023-2024. Năm học 2023-2024 là năm học với chủ đề đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Là năm học tiếp tục cuộc vận động xây dựng trường học hạnh phúc, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Một trong những nội dung của phong trào thi đua xây dựng trường học hạnh phúc lần này là tăng cường giáo dục rèn luyện kỹ năng sống cho các em học sinh đang được đặt ra và trở thành vấn đề cấp bách, giúp cho mỗi học sinh đứng vững trong cuộc sống trước mọi sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội như ma túy HIVS, bạo lực học đường đang gia tăng xâm nhập vào học đường. Tại buổi lễ, thầy giáo Trương Đức Văn, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trung Sơn và Trung tá Hà Xuân Trường, trưởng công an xã Trung Sơn đã thông tin nhanh về tình hình tệ nạn xã hội, tệ nạn HIVS tại Việt Nam, tỉnh Thanh Hóa và địa bàn xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa. Trước thực trạng trên, nhà trường sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân về hiểm họa ma túy HIVS, đồng thời vận động học sinh, cán bộ, nhà giáo tham gia phong trào phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy. Nếu phát hiện phải tự giác khai báo về tình trạng sử dụng ma túy trái phép tại địa phương, tổ chức ký cam kết không liên quan đến tệ nạn ma túy và giao ước thi đua thực hiện tốt kế hoạch phòng chống ma túy mại dâm HIVS, phòng chống tội phạm năm học 2023-2024 trong dịp đầu năm học. Qua đó, nhằm đưa hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy thường xuyên đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Tại buổi lễ, trường Trung học cơ sở Trung Sơn đã thông qua các quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống ma túy HIVS, triển khai các nội dung hoạt động trọng tâm trong tháng cao điểm và tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh ký cam kết không liên quan đến tệ nạn ma túy, kiên quyết bài trừ tệ nạn ma túy học đường vì một tương lai tươi đẹp, phòng chống ma túy mại dâm HIVS, phòng chống tội phạm đợt 1 năm học 2023-2024.